Hello, xin chào các anh em nha. Lâu lắm rồi Sơn với có thời gian để làm clip về xe. Hôm nay thì công ty vừa mới về một chiếc xe hàng hiếm, cho nên là Sơn cũng tranh thủ quay cái video lên chiếc xe này cho anh em. Chiếc xe này nó nằm trong top những cái xe mà bán ế nhất ở Việt Nam. Nó bán ế đây không phải là vì nó không có khách, mà là cái số lượng nó về Việt Nam này nó khá là ít. Cái số lượng nó về thì mỗi tháng chỉ được có một vài xe cho rất là nhiều đại lý, nên là xe nó rất là hiếm. Và hôm nay thì nó mới rớt ra là một xe, nên là Sơn tranh thủ quay cho anh em. Đây anh em, đây là cái bãi xe của bên Hiroshima Tân Cá nha anh em. Bãi xe rất là đẹp. Đây là view landmark 81 tầng. Đây, và chiếc xe ngày hôm nay chúng ta quay đây. Đây là chiếc Toyota Land Cruiser 4.6. Đây là phiên bản nhập từ Nhật, nhập nguyên chiếc từ Nhật. Năm nay do tình hình dịch cúm ở bên Nhật nó cũng khá phức tạp, cho nên là cái sản lượng những dòng xe Land với lại Alphard, những dòng xe mà nhập nguyên chiếc từ Nhật thì về rất là ít. Sơn quay tổng thể chiếc xe cho anh em ha. Đó, đây là chiếc xe. Xe này dung tích xi lanh là 4.6. Phần đầu xe, xe được trang bị đèn full LED. Chiếc này thì đang được công bố là 4 tỷ 030 triệu cho những phiên bản màu thường. Còn riêng phiên bản màu trắng thì mắc hơn 8 triệu. 4 tỷ 038 triệu. Và xe này thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình 80%. Anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho khoảng tầm 1 tỷ 7 là mình có thể nhận được xe rồi. Rồi bây giờ mình vào trong bên trong nội thất của xe ha. Đây là nội thất của chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản 2021. Xe được trang bị nội thất màu đen. Sơn sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Xe được trang bị 3 vị trí nhớ ghế ở vị trí ghế lái. Tay nắm cửa cực kỳ chắc chắn. Xe này có thể giao ngay cho anh em được, nếu như mà ai có nhu cầu thì liên hệ sớm với Sơn để Sơn có thể đăng ký chỗ giữ chỗ cho mình. Xe này hiện tại bên trên thị trường đang rất là hot, hầu như là không có xe, cho nên là
trước này bên Sơn về cái thì Sơn sẽ phải cập nhật lên ngay luôn để cho anh em nào có nhu cầu để mình nhanh tay đăng ký. Cửa sổ trời. Xe Langoser này thì nó là chuyển động toàn thời gian 4 bánh. Mâm xe của mình được trang bị là mâm 18 nha anh em. Mâm 18 này. Xe có 6 cảm biến góc, 2 cảm biến phía sau, 4 cảm biến góc. Bộ đồ nghề xe nó nằm đây. Cái này chống. Cái bên này nó có này. Đó. Đây là bộ đồ nghề thao ráp bánh sô-cô-la. Bên phía sau ngoài này có nguồn 220. Nguồn 220 cho 100W. Cặp ghế. Còn đây là thông tin của xe đây anh em. Ô tô con Toyota Land Cruiser 200. Số người chở là 7 người. Nhà nhập khẩu là Toyota Việt Nam này. Sản xuất địa chỉ đây. Năm sản xuất là 2021 này. Đó, Sơn quay sơ qua chiếc xe cho anh em. Anh em nào mà cần thiết thì anh em nào cần thì liên hệ sớm với Sơn để Sơn đăng ký chiếc xe này nhá. Hàng hiếm ấy, hàng hiếm của Toyota đó. Xin chào các anh em nha, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 4455. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.